Trong bộ sưu tập xe của quốc vương Brunei có nhiều chiếc phiên bản đặc biệt được thiết kế chỉ dành riêng cho ông. Những chiếc xe của quốc vương Brunei là một trong những bộ sưu tập huyền thoại và lớn nhất thế giới. Nhiều chiếc xe là phiên bản đặc biệt được tạo ra dành riêng cho Sultan từ chỉ nhà vua ở các nước theo đạo Hồi. Chúng được chế tạo bí mật, vận chuyển đến Brunei và vẫn nằm trong bộ sưu tập tư nhân của ông kể từ đó. Rất ít người được nhìn thấy những chiếc xe này, một số đã được bán đi nhưng phần lớn được cất giấu trong gara đặc biệt của hoàng gia, nơi không ai ngoài gia đình quốc vương và nhân viên có thể nhìn thấy chúng. Nhiều người vẫn nghĩ rằng Bentayga là chiếc SUV đầu tiên của Bentley. Thực tế, đã có một chiếc được sản xuất từ nhiều thập kỷ trước, đó chính là Dobin Ator, được sản xuất đặc biệt cho Sultan và gia đình của ông, với 6 chiếc được bán với giá 4,6 triệu USD trên chiếc. Không có nhiều thông tin về thông số kỹ thuật của chiếc xe, nhưng người ta cho rằng Dobin Ator lấy cảm hứng từ Range Rover cùng thời. Xe Ferrari hạng hiếm không có gì mới, nhưng chiếc F50 phiên bản đặc biệt này hiếm đến mức chỉ có một vài bức ảnh mờ được lộ ra. Sultan muốn có một chiếc siêu xe độc nhất vô nhị dựa trên chiếc F50 vốn đã hiếm của Ferrari, nhưng thay vì dựa trên khung của một chiếc F50 tiêu chuẩn, Bolide đã sử dụng khung của một chiếc xe F1. Theo Haccas, chiếc xe hợp pháp để lái đi trên đường, có khung gầm hoàn toàn bằng sợi carbon và động cơ 12 xi lanh. Ngoài ra, không có thông tin gì về chiếc xe nữa, nhưng sự xuất hiện của Bolide cho thấy quốc vương Brunei có ảnh hưởng như thế nào đối với nhà sản xuất Ý. Khi được BMW trình làng dưới dạng xe concept 1991, NASCAR M12 được cho là người kế nhiệm M1, sử dụng động cơ V12 tương tự 850 y cùng thời cho công suất khoảng 300 mã lực. Thông thường, do không bán, xe concept thuộc quyền sở hữu của nhà sản xuất. Nhưng có nguồn tin tiết lộ quốc vương đã trả một khoản tiền bí mật để hãng sản xuất một phiên bản khác dành riêng cho ông. Chỉ có một bức ảnh chứng minh chiếc M12 thứ hai tồn tại. Nếu thông tin này được xác thực thì đây sẽ là chiếc M12 thuộc sở hữu tư nhân duy nhất trên thế giới. AM3 là một điều bất thường đối với Aston Martin vì chiếc xe được Pininfarina ở Ý độ lại, có thiết kế khác hẳn những chiếc xe khác của hãng khi đó. Dựa trên khung gầm van tiếp và trang bị động cơ V85.3 lít của Aston Martin, chưa chiếc AM3 nào từng được nhìn thấy công khai. Những hình ảnh duy nhất về sự tồn tại của AM3 được chụp trong quạt xung quanh nhà máy của Pininfarina ở Turin, Ý. Người ta cho rằng AM3 có thể vẫn còn trong nhà kho của Sultan và chưa bao giờ được lái. Bộ sưu tập của vị Sultan lớn đến mức rất có thể ông không nhớ được hết những chiếc xe đã mua. Nhưng Bentley Buccaneer được cho là một trong những chiếc xe được ông yêu thích nhất. Người ta đã bắt gặp quốc vương nhiều lần lái xe vòng quanh Brunei này. Từ điều này đã là một câu chuyện thú vị bởi hầu hết mọi người không được nhìn thấy xe của Sultan. Dù vậy, không có nhiều thông tin về thông số kỹ thuật của chiếc xe. Có thể Buccaneer sử dụng động cơ của Continental cùng thời. Chỉ có 6 chiếc được sản xuất và tất cả đều thuộc quyền sở hữu của Sultan và gia đình.